Đây là phòng trưng bày Văn công Cần Thơ trong thời gian chống Pháp và chống Mỹ bằng những hoạt động lời ca tiếng hát để góp vui cho chiến sĩ chiến đấu. Đây là cái dàn trống rất là đặc biệt. Đây là hình ảnh những chiến sĩ của tướng quân, hình ảnh mô tả sơ đồ tổng tiến công ở Mỹ vào sinh năm 75 ở Cần Thơ.